Chào mừng các bạn đến với chương trình audio của Bình Yên TV. Chương trình này sẽ mang lại cho bạn những phút giây thư giãn sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn câu chuyện luân hồi. Con gái nuôi của bạn tôi. Mùa hè năm 2004, tôi nhận được điện thoại từ một người bạn. Bà nhờ tôi giúp con gái đỡ đầu của bà tìm một công việc, và đây là lần đầu tiên tôi gặp con gái bà. Cô gái trẻ này đã tốt nghiệp một trường học danh tiếng ở Trung Quốc, nhưng cô lại gặp rất nhiều khó khăn khi tìm một công việc ở Mỹ mà phù hợp với trình độ học vấn của cô. Cô học văn khoa tại cao đẳng. Sự trắc trở trong sự nghiệp đã khiến lòng tự hào của cô bị tổn thương. Ban đầu, tôi cố gắng an ủi và khích lệ cô. Bạn đang ở Mỹ Quốc mà, tôi nói. Phải có lý do gì khiến bạn có mặt ở đây chứ? Ông trời chắc hẳn đã có an bài cho bạn khi để bạn ở đây. Nếu bạn khó tìm việc, có lẽ đó là do cơ duyên chưa đến thôi. Khi thời điểm tới, không ai có thể ngăn bạn kiếm được một việc làm. Sau đó cô trở nên an tâm hơn. Rồi cô bắt đầu tập trung vào việc tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn và sớm có bạn trai. Cô và bạn trai rất yêu nhau và họ đã quyết định thành hôn. Tuy nhiên một ngày nọ, cô bỗng nhiên tới nhà tôi, khóc lóc và kể với tôi rằng bạn trai cô đã quyết định chia tay cô. Cô rất đau khổ, nhưng không dám khóc ở nhà mẹ đỡ đầu nên đã đến nhà tôi để giải tỏa. Nhưng lúc ấy tôi không biết phải làm sao để an ủi cô. Những chuyện tình cảm ân oán trên thế gian này thật là phức tạp. Tôi không phải là thần tiên, nên tôi không thể giải thích rõ ràng nguyên nhân sâu xa cho cô. Để giúp cô khám phá sự thật, tôi khuyên cô để tôi thôi miên. Cô đã đồng ý. Trong trạng thái thôi miên, cô đã biết được quan hệ nhân duyên giữa cô và bạn trai trong một tiền kiếp và lý do tại sao anh lại đột nhiên chia tay cô. Cô tiến nhập vào tiền kiếp khi cô là con gái của một tài chủ giàu có ở ngoại thành Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào thời nhà Thanh. Một ngày trong tiết Thanh Minh, ngày tảo mộ ở Trung Quốc, cô cùng người vú nuôi đến thăm chùa Linh Ẩn để thắp hương lễ Phật. Khi cô đốt hương bái Phật, một tiểu hòa thượng trong chùa đã bị dung mạo và cử chỉ của cô cuốn hút và động phàm tâm. Lúc cô đốt hương trong miếu thờ, tiểu hòa thượng đã ngầm đi theo và ngắm cô từ xa. Trực giác nhạy cảm của phụ nữ đã khiến cô nhận ra rằng ai đó đang ngắm cô từ đằng sau. Cô cảm thấy rất xấu hổ và tò mò. Vì giữ hiếu kỳ, cô đã quay đầu lại và thấy một hòa thượng trẻ mi thanh mục tú đang dán cặp mắt vào cô. Cô cũng đã động tâm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trên đường trở về nhà từ chùa Linh Ẩn, cô luôn có cảm giác là ai đó đang đi theo và băn khoăn không biết đó có phải là vị hòa thượng kia không. Cô đã cố tình đi chậm lại, nhưng người vú nuôi liên tục giục cô đi về nhà sớm trước khi trời tối. Vài ngày sau, trong thôn có tin đồn rằng một vị sư trẻ đã lảng vảng ở đây. Khi nghe tin, cô biết ngay đó là nhà sư trẻ ở chùa Linh Ẩn, nên cô đã nhờ vú nuôi đi tìm anh ta. Nhà sư trẻ tuổi nhận ngay ra người vú nuôi vì họ đã trông thấy nhau tại chùa. Anh tiếp cận bà và thú nhận rằng anh đã phải lòng tiểu thư và muốn gặp cô để thỏa tâm nguyện. Người vú nuôi trở về và kể lại mọi chuyện. Cô gái rất xúc động và muốn gặp anh, nên cô đã nhờ người vú nuôi sắp xếp cho họ gặp nhau tại sân sau. Sau lần hẹn đầu tiên, họ lại gặp nhau lần thứ hai và thứ ba. Cuối cùng, cha cô khám phá ra mối quan hệ này. Để tránh vũ nhục gia môn, ông đã gả vội cô cho một người đàn ông khác. Nhà sư trẻ sau đó không bao giờ gặp lại cô nữa. Vì không biết điều gì xảy ra nên anh nghĩ rằng cô đã lừa gạt anh, đã đùa giỡn với tình cảm của anh và khiến anh phá giới. Vô cùng đau khổ và thất vọng, anh đã bỏ dở việc tu hành, đi lưu lạc và không bao giờ quay lại chùa Linh Ẩn nữa. Cuối cùng, anh qua đời vì đau khổ. Nhà sư trẻ hiện tại đã chuyển sinh thành bạn trai của cô, người vừa chia tay cô ngay trước khi cưới. Hiện giờ cô gần như cũng trải qua sự đau khổ tương tự, chỉ có điều vai trò của họ đã đảo lại trong kiếp sống hiện tại. Nhà sư trẻ đã chết trong đau khổ, nhưng đó hoàn toàn không phải là lỗi của cô. Do đó, cô không phải hoàn trả lại anh trong kiếp sống này. Một trái tim tan vỡ và những dòng nước mắt đã là đủ. Sau khi biết được nhân duyên giữa họ, cô đã nguôi ngoai và bắt đầu một tình yêu mới. Không lâu sau, cô tìm được một người bạn trai mới trên Internet. Anh đã từng có điểm cao nhất trên toàn tỉnh trong kỳ thi đại học và rồi theo học một trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc. Sau đó anh sang Mỹ du học,
Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc cho một đại công ty với mức lương rất cao. Ngoài ra, anh có rất nhiều phát minh và đã có hơn 20 bằng sáng chế. Cô đã nói chuyện với anh rất nhiều và họ sớm kết hôn. Khi tôi thôi miên cho cô đã biết được nhân duyên giữa cô và cha mẹ nuôi, tạm gọi họ là ông A và bà B, trong một tiền kiếp. Bà B cực kỳ yêu thương cô, nhưng ông A lại rất sợ cô vì lý do nào đó. Ông A làm theo mọi thứ mà cô bảo nhưng không nghe những người phụ nữ khác trong nhà. Lấy ví dụ, ông không làm theo những gì mà con dâu ông yêu cầu. Ngoài ra, cô gái này còn rất hòa hợp với người con trai ruột của cha mẹ nuôi. Kết quả là, con dâu cha mẹ nuôi đã ghen với cô và thường gây chuyện trong gia đình vì cô. Cuối cùng, con trai và con dâu cha mẹ nuôi đã ly hôn. Ông A thường nói, chúng ta đã mất đi được con dâu một cách lạ kỳ. Chỉ sau khi được thôi miên, cô mới biết được quan hệ nhân duyên giữa cha mẹ nuôi cô và cô. Ở một trong những tiền kiếp, cô sinh ra là con trai của một gia đình nghèo túng. Một ngày nọ, cậu bé rất đói và đã ăn cắp đồ ăn từ một nhà nọ. Vì gia đình này cũng rất khó khăn để kiếm miếng ăn, nên chủ nhà đã rất giận dữ. Ông đã treo cậu bé lên cây và để cậu bé nhịn đói 3 ngày 3 đêm. Sau đó, một bà lão ăn xin đi ngang qua và thấy cậu bé đang đau khổ vì bị tra tấn. Bà không thể làm ngơ nên đã cho cậu bé một bát nước để uống cho đỡ khát. Tuy nhiên, bà không thể giúp cậu bé thoát khỏi sự tra tấn và cứu mạng cậu. Không lâu sau, cậu bé chết. Người chủ nhà nay đã trở thành cha nuôi của cậu bé, hiện là cô gái, trong kiếp sống hiện tại. Bà lão ăn xin trở thành mẹ nuôi của cô gái trong kiếp sống hiện tại. Có lẽ ông A sợ và nghe lời cô là vì ông phải trả nợ những gì ông đã làm ở tiền kiếp. Mặt khác, cô gái phải trả ơn cho bà B, người đã giúp đỡ cô trong tiền kiếp. Vậy thì tại sao có vẻ là cô đang gây rắc rối cho bà? Lúc ấy, tôi đã không thể giải thích mối nhân duyên giữa họ. Sau đó, câu trả lời đã đến với tôi. Cô ấy đã sớm tìm được một công việc tốt. Đây không phải là một công việc vất vả, nhưng được trả lương rất cao. Sau khi lấy chồng, cô rời khỏi vùng này. Trước khi đi, cô đã để lại công việc cho bà B. Bà ấy từng nói với tôi, rất khó để kiếm được một công việc nhàn nhã với mức lương tốt như vậy. Cô đã giới thiệu bà B cho người chủ và ông đã đồng ý thuê mẹ cô thay cho cô. Tôi nghĩ rằng đây là cách mà cô trả lại bà bát nước trong tiền kiếp. Những sự tình ân oán trên thế gian thật khó mà giải thích hay thay đổi được, bởi vì chúng là kết quả của những điều chúng ta đã làm trong tiền kiếp. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, giảng: kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận mà tự thấy bất công. Người thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc giác giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê, trích, cảnh giới, tinh tân yếu chỉ. Một khi hiểu ra quy luật vũ trụ về nhân quả, sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta để chịu đựng điều mà người ta thường cho là bất công. Ngược lại, có một thiên lý rằng, chúng ta gặt cái mà chúng ta đã gieo trong đời này hay đời sau. Sư phụ Lý Hồng Chí giảng, chúng ta nói rằng khi gặp mâu thuẫn trước mặt, lùi một bước biển rộng trời trong, đảm bảo sẽ là một cảnh tượng khác, trích ngộ, chuyển pháp luân. Chẳng phải sẽ là tốt hơn nếu chúng ta biết lùi lại trước mâu thuẫn, sau khi biết được đạo trời rằng chúng ta gặt cái mà chúng ta đã gieo. Bạn đang xem video trên kênh Bình Yên TV. Nếu thấy hay, đừng quên để lại bình luận và nhấn đăng ký kênh để có thể nhận thêm nhiều video bổ ích. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.